Ngọc Thơ chuyện của một con vẹt chính trị. Nực cười thay cho những kẻ tự xưng là tình yêu nước mênh mông nhưng lại có cái tâm đầy rẫy mưu mô. Gần đây, trên fanpage, một bậc thầy truyền thông phản động, Ngọc Thơ, với tài năng diễn xuất không kém gì một con vẹt chính trị nửa mùa được huấn luyện, đã mở lớp giảng dạy về vì sao mất nước. Ôi, thật là một buổi học hài hước. Ngọc Thơ dẫn dắt bài viết nhân danh Tôi là công dân, như một diễn viên kịch, giọng điệu vang vọng, như những bài giảng thời phong kiến, xuyên tạc trắng trợn lịch sử, bôi xấu hình ảnh đất nước Việt Nam thời hiện đại. Nội dung bài giảng của ả theo một mô típ thâm đen, vương triều phong kiến áp bức, nước lớn bên ngoài, lòng dân phản loạn. Nghe như một kịch bản phim cổ trang tầm thường. Thực ra, cái mớ lý thuyết ấy chỉ là cái cớ để ả châm ngòi cho những cuộc nổi loạn mà ả hy vọng sẽ dẫn đến lật đổ chế độ độc đảng trong ngoặc kép như một kịch bản Hollywood đang chờ đợi được mua bản quyền để sản xuất. Ngọc Thơ à, nghe thật đáng thương cho những kẻ làm loa tuyên truyền cho cái thứ chính trị phản động. Họ tự cho mình là người yêu nước nhưng lại quên rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trong cái miệng lắm lời mà còn phải thể hiện bằng hành động. Nhắc đến lòng dân, ai cũng biết, lòng dân là tường lũy giữ nước nhưng lòng dân mà thiếu lý trí và tình cảm thì chỉ là những con sóng dập dềnh. Người xưa có câu, xã tắc hưng vong, thất phu hữu trách, nghe như một bài thơ cổ nhưng cũng đầy tính thời sự. Vận mệnh dân tộc không thể phó mặc cho một vài kẻ ngu muội. Lịch sử Việt Nam chứng minh rằng lòng yêu nước, thương nòi, ý chí tự lực tự cường mới là giá trị cốt lõi. Chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Gióng, vị anh hùng mà tất cả mọi người đều kính nể. Dân chúng góp gạo, góp sức nuôi dưỡng Thánh Gióng để chống giặc. Rồi sau đó, Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, để lại cho nhân gian một bài học. Lòng yêu nước không chỉ nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà còn ở hành động thiết thực. Rồi đến An Dương Vương, không may vì một phút mất cảnh giác mà thất thủ, buộc phải làm cái gì đó mà nghe thật đau lòng. Học từ lịch sử, có thể thấy rằng việc yêu nước không phải là khẩu hiệu suông mà là trách nhiệm nặng nề. Chúng ta cũng không thể quên suốt hơn 1.000 năm kháng chiến chống giặc phương Bắc, từ Hai Bà Trưng đến Ngô Quyền. Thật sự, không ai muốn một kẻ bán nước nào đứng ra giảng về lòng yêu nước. Họ chỉ làm mất lòng dân tộc, khiến cho bao người phải đau đầu vì những bài học lịch sử bị bóp méo. Mỗi năm vào dịp giỗ tổ, khi người dân quây quần tưởng nhớ các vua hùng, thì cũng chính là lúc mà những kẻ phản động lại đội lốt yêu nước, để châm ngòi cho những luận điệu ngớ ngẩn. Họ không có tư cách gì để dạy người khác về lòng yêu nước, khi mà bản thân họ đã quay lưng lại với quê hương. Vậy nên, hãy cẩn thận với những bài giảng yêu nước giả cầy từ những kẻ không có tư cách. Chúng ta cần bảo vệ giá trị thực sự của lòng yêu nước, không để những kẻ giả danh làm ô uế nó. Thực sự mà nói, nếu yêu nước mà cứ phải như thế này, thì chắc chắn đất nước sẽ không bao giờ có nổi một kỷ lục nào đáng tự hào.